Yên đang gọi anh Yên này. Ồ. Hello. Con đang nhiếm mồm, đang làm cá. Làm cá của nhau này. Một đôi. Chạy nhanh lắm. Cáo, cáo, không sợ. Cáo ơi, Yên gọi nó mà. Nó sợ, nó sợ. Mắt xanh, mắt tây, mắt tây. Đây là một đàn mèo về mua đồng hồ. Đấy, bạn này, bạn đang đi tìm cái đồng hồ nào bạn thích đây. Đây vẫn còn con mèo to đây này. Này, đấy nhá, đồng hồ xong rồi, đây mèo này, đây. Mèo đây. Đâu rồi? Chạy đâu rồi? À đây. Đâu rồi? Người chạy đây đây.